Ford Bronco. Chiếc xe này thì đang được rất nhiều người ở cái gian hàng Ford tại triển lãm Bắc Kinh xem. Nói về xe off-road thì chúng ta sẽ nhìn ở cái góc độ xe off-road, nhưng mà off-road bây giờ điệu nhỉ, xe rất là điệu. Cái thiết kế nó đúng là kiểu chú ngựa nhỉ. Đây, cái phần này này nó giống như cái phần đầu ngựa ấy, trông chuẩn bị chiến ấy, ngựa xích thố. Con này thiết kế rất dị luôn, đèn kiểu G, cả này cản thép lục giác hết, bắt lục giác hết đấy. Màn ý off-road thì chúng ta phải xét đến với vấn đề về cứu hộ nữa, đúng không? Hoặc là chinh chiến thì đây là thép hết này. Đấy. Và đây là phần thanh chắn va chạm bảo vệ trước này. Và hệ thống treo cực kỳ uy tín. Các bạn nhìn cái dàn càng này, dàn treo dàn càng không? Off-road mà. Con này nhá, con này là nó có thanh cân bằng phía trước có thể đóng ngắt được. Bởi vì với một chiếc xe đi off-road ấy, khi mà bạn đi cái độ chênh của hai bánh nó lớn ấy, thì bạn phải thả. Cái bánh bên này nó phải thả này, và cái bánh này nó lên cao như này, đúng không? Khi bạn đi leo dốc hoặc leo cái mô ấy, thì nó phải thả được như này. Nếu mà nó nối cứng như này thì cái độ thả nó sẽ bị nghiêng, kéo nghiêng cái xe dễ lật. Còn nó phải thả như này, chân cao chân thấp, bạn bước lên cái cầu thang ấy thì bạn phải bước này chứ. Thì cái cấu trúc của thanh cân bằng khi ngắt nó là như thế. Nhưng khi chạy cua cần tốc cao thì cái việc nhả như thế ấy, nó chả liên quan nhau lủng liếng ấy, thì cái xe nó sẽ không tốt, nó sẽ cua chậm. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái thanh nó đóng ngắt được, có nghĩa là khi đi off-road, đi vào đường xấu, đi leo đường núi, leo đá thì tôi ngắt nó ra. Còn nếu mà đi cao tốc để cua nhanh được, để nó tạo cái sự liền mạch, cái sự liên lạc của cái đầu, thì chúng ta phải đóng nó vào. Đấy. Cái treo trước này nó quá là uy tín luôn, con này là sắt xi rời. Đấy, chúng ta nhìn vào cái khoảng cách, đấy, cái biên của vòm bánh xe và bánh này, nó rất là rộng để bao nhiêu có thể nhún nhảy được. Chúng ta phải thả. Theo mình được biết con này có hai cái dòng động cơ, một là 2.7, à một là 2.3, hai là 2.7, khoảng 2.7 với cả trên 300 mã. Số thì có mấy lựa chọn, một là số sàn 7 cấp và 10 cấp, tự động 10 cấp thì mình quen trên Ford rồi. Nhưng mà nó có một cái là 7 cấp, nó có một cái cấp rất là hay, bản chất nó là 6+1 thôi. Một cấp cái tỷ số chuyển nó phải 90+1. Có nghĩa là để leo đá khủng khiếp luôn. Thì cái tỷ số chuyền lớn như vậy thì nó phục vụ cho việc là nó tăng cái moment quay để vượt cản. À, cái mui này tháo được đấy. Các bạn nhìn đấy. Mui này tháo được luôn đấy, tôi ngồi. Tôi định quay ở phía sau trước nhưng mà tôi ngồi trên đây tôi cho các bạn xem luôn. You first. Ok, để bạn này bạn vào trước. Thôi được rồi, mình sẽ vào sau một chút vậy. Xe off-road mà. Con này giá bên Mỹ là 28.000 đến 50.000 ấy, tùy bản. Đấy, cái mui nó có thể tháo ra được. Mui mà đóng lại thì nó sẽ là bên kia. Đây cái mui này, cái mui tháo rời. Mình xem cản sau là cản gì. Sau là nhựa thôi. Đây cái mui. Hơi nặng. Tôi nghĩ là cái này nó làm bằng carbon để cho nó nhẹ. Tôi thấy hơi nặng. Nhưng mà da trông có vẻ đẹp đấy. À, cái cửa này. Ở đấy, bạn ấy đứng lên này. Bạn ấy đứng lên. Trông giống tìm người thân và người quen lắm. Da này da kiểu lì, chưa phải sang. Chung do giá thành rồi. Đấy, đứng lên nói chuyện. Hay phết. Có hỗ trợ lái nhá, hỗ trợ ra vào trường, hỗ trợ lái. Màn hình cấu trúc màn hình kiểu Ford mà thiết kế kiểu này là theo kiểu những cái dòng xe Jeep này. Con này là có vi sai cầu sau này, có hỗ trợ quay đầu này, đóng mở, vi sai đóng mở đấy. Con này sao đóng mở. Con này tự động 10 cấp này, hỗ trợ đổ dốc này. Hỗ trợ khi đi chậm này, phải cái này ở chế độ 4L mới có. 2H, 4L, 4H, cam 360. Trông chiến nhỉ. Con này nó hơi dị ấy. Khiển kính gương ở đây. Đấy các bạn nhìn, bạn này đang đứng lên này. Đấy, bạn. Yêu chưa?
đứng nói chuyện. Đấy các bạn ơi, đứng rồi. Đứng nói chuyện lúc tung hết cả lên. Đấy, đứng. Ôi trèo ra được đòi hỏi về vào cửa. Vô nhỉ, ngồi. À. Đây. Em lên đây. Em lên đây. Đấy. Giao diện đồng hồ mặt tiện ích. Tôi ngồi tôi các bạn ạ. Đây, tôi ngồi tôi cảm thấy chói luôn. Tháo hẳn cái mùi ra. Hello. Con này thiết kế kiểu ngầu. Đi, mình ra đây để xem một cái bản mà đã cái xe là chưa bị tháo mùi. Theo quan sát của tôi đây là bản được cánh à, tức là bản cao. Nhìn cái cấu trúc của cái nội thất. Và tôi nghĩ rằng những chiếc xe như này phải có những cái xe trước tôi xem chỉ có một khóa V-size thôi. Xem những cái dòng như này thường là sẽ có cấu trúc thêm là hai khóa V-size nữa. Đây đèn này, đèn bật này. Đèn KC. Đấy, đúng là con này trang bị chuẩn rồi, từ lốp MT rồi các trang bị này là đi chuyên sâu, đi chuyên dụng rồi. Đây, mẫu xe này. Tháo hết ra, tháo cả cửa luôn. Rồi. Đây, bản này mới bản đủ này, bản này này. Cái này là ngắt nhỉ. Thằng này mới có thanh cân bằng trước đóng ngắt này. Đấy, bạn nhìn hình không? Thì nó sẽ hai cái bánh nó độc lập được với nhau. Bạn nhìn bước cầu thang ấy, chân trái hai chân bước cùng làm sao bước được. Bước chưa phải bước trên bước dưới. Đúng như tôi nói cầu trước này. Cầu sau này. Hỗ trợ quay đầu hẹp này. Rồi. Bộ này hay đấy, bộ này nó đi theo cả cái này luôn. Loa biển đâu. Màn hình to. Nhìn xuống kính đặt đây, cơ cam 360. Dân chơi off-road vẫn chơi cam 360 à? Vẫn phải chơi đấy. Nhiệt ambient light hệ điều hòa. Ăn tiếng Trung Quốc, cái đặc xe này vân như kiểu tạo kiểu dấu ấn như của Rolls Royce nhỉ. Rồi, đây một dòng xe chơi, hình như một số bản này cũng về Việt Nam rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi xem những xe khác và hy vọng rằng các bạn ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ cái video này hoặc comment hoặc là like nhé. Cảm ơn các bạn.